Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thứ hai là về ông Ngô Kỷ đúng không ạ? Thì ông Ngô Kỷ này đấy thì mọi người cũng biết rồi, xuất thân của ông như thế nào và ông sang Mỹ thì hiện tại cuộc sống ông ra làm sao và trước đây ông có những cái phát ngôn như thế nào thì mọi người có lẽ cũng đều biết rồi. Hay là kể cả cái việc của ông Ngô Kỷ với ông Nguyễn Tấn Lạc chửi nhau rùm beng ở bonsai như thế nào mọi người theo dõi cũng đều biết cả, không có gì là lạ cả. Rồi từ cái tuyên bố ông ta bảo là cho đủ tiền thì ông ta đốt cái cờ vàng, mà thực tế thì chúng ta đã có buổi phân tích rồi, cái lá cờ đó bây giờ không có đại diện cho một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào cả, thì việc Không ông đáng đốt trách hay không đốt cũng là việc của ông, cũng chả có liên quan gì mà cũng chả có giá trị gì cả, cũng chả ảnh hưởng đến ai đúng không ạ? Có chăng ảnh hưởng thì ảnh hưởng những cái thành phần mà lợi dụng vào cái lá cờ vàng đó để lừa đảo kiều bào Việt Nam chúng ta ở các cái nước cũng như là trong nước, là một số ít ở trong nước thôi chứ còn chả lừa được ai cả. Thì thực tế là mà nói như vậy thì gần đây nhất thì chúng ta cũng biết thì ông lên kênh phố Bonsa TV thì ông hát bài Nối Vòng Tay Lớn, rồi ông cũng tuyên bố ông là cộng sản. Thì thực ra thì cái trò của ông Ngô Kỷ từ xưa đến giờ vẫn vậy rồi chứ không có gì là lạ cả đấy. Thế thì em chả xem hết đâu, nhưng mà qua cái đoạn ngắn như vậy ấy, thì chúng ta có thể đánh giá được mấy cái góc độ thứ nhất là về cái gọi là chúng ta cứ gọi là cái phong trào đi đúng không ạ, cái phong trào mà chúng ta hay gọi là cái thành phần bên đó gọi là chống cộng đó, thì chúng ta thấy đi thời gian gần đây như thế nào đúng không ạ? Cái lực lượng mà thực sự trước đây mà gọi là cầm súng mà bắn lại đồng bào mình hay là gọi là chống lại cái lực lượng mà cộng sản hay gọi là Việt Cộng thì người ta cũng cũng đã cao tuổi rồi, người ta cũng gọi là qua đời gần hết rồi chứ không còn mấy nữa. Và thực tế bây giờ chỉ còn thế hệ là hậu duệ thì khoảng 5-10 tuổi gì đó đã qua Mỹ hoặc các nước khác, hoặc là sau này nữa có những cái thành phần như sinh năm 80, 82 gì đó thì thử hỏi người ta cũng chả nắm được đâu. Chẳng qua người ta lợi dụng vào vấn đề mà cờ vàng đó thì cũng như ông Ngô Kỷ thôi để kiếm sống qua ngày. Và thực tế cái chủ đề này nó càng ngày nó càng mai một đi. Đấy, nó còn không còn sức gọi là ảnh hưởng hay là mang lại cái hệ lụy nó như ngày xưa nữa. Đấy, bởi vì là ít nhiều gì cái người thực tế người ta đã không còn nhiều, mà cái thành phần lợi dụng vào đó thì dần dần thì mọi người cũng có thể nhìn ra thôi chứ không có gì là khó cả. Và nếu vẫn còn bị lừa dối thì lại phải phải coi lại về cái nhận thức của những cái người mà vẫn lừa dối, bởi vì các anh bản thân các anh là sống ở các nước văn minh phát triển mà các anh vẫn bị những cái thành phần nó lừa thì các anh phải xem lại bản thân mình chứ cũng không thể trách ai được đúng không ạ? Thì về bản chất thì ông Ngô Kỷ cũng thế, thì cũng không có gì là lạ cả. Và thời gian gần đây thì ông có những cái phát biểu, thế nhưng cái phát biểu của ông đó nó cũng chả mang lại cái giá trị gì cả, chúng ta khẳng định một điều như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì ông Ngô Kỷ này thì ông có phát biểu ông là cộng sản hay là cái gì đó cũng là quyền cá nhân của ông, thuộc gọi là quyền Đúng tự ạ. do ngôn luận thôi chứ cũng chả có ảnh hưởng đến ai, cũng chả khẳng định được một cái điều gì cả. Hay là ông hát một cái bài hát như Nối Vòng Tay Lớn thì cũng như mọi người hát thôi, cảm thấy vui thì hát, thích cái bài nào thì hát, nó cũng chả ảnh hưởng đến ai và nó không có mang lại cái giá trị gì quá lớn. Thế nhưng nó có thể nói là một chiêu trò giống kiểu mà tạo ra một scandal để mà thu hút mọi người quan tâm đến mình thôi mà, chứ không có gì là lạ. Thế thì ở Mỹ bây giờ hiện tại như ông Ngô Kỷ thì bây giờ đi làm thì em không rõ, nhưng mà khả năng là đi làm thì cũng hơi khó. Lớn tuổi rồi đúng không ạ? Thì đi làm bây giờ thì theo như em biết thì cũng tính ra làm theo giờ, trả lương theo giờ hay theo tháng gì đó, theo tuần gì đó đúng không ạ? Khó Thì khăn đúng không? Rất khó khó khăn. khăn. Với hai nữa là cái khó khăn nó lại chồng chất khó khăn nữa, đó là gì? Đó là hiện nay là chúng ta theo dõi trên các cái thông tin chúng ta biết thôi. Đó là hiện nay đó ở Mỹ đó, cái đơn mà xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ là tăng cao nhất trong 8 tháng qua, là nó mới đăng đây. Thì hiện nay là số lượng đơn mà xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã tăng lên 9.000 đơn. Tăng từ 9.000 đơn lên 244.000 đơn. Kết thúc vào ngày mùng 9 tháng 7 theo thống kê đó. Theo thống kê của cơ quan của Mỹ đó. Thì có thể nói là công việc rất là khó khăn. Dĩ nhiên là không phải là không có, thế nhưng mà có thể là người ta đòi hỏi cái nó tác động về nhiều yếu tố, nó không phải riêng một yếu tố. Thế nhưng mà có thể nói là cái việc mà đơn trợ cấp thất nghiệp càng ngày nó càng tăng, nó cũng ảnh hưởng đến đến cái gọi là nhu cầu làm việc và kiếm sống. Thì hiện nay như ông Ngô Kỷ, mà cái tuổi như ông Ngô Kỷ thì khả năng là rất là khó. Đấy, thế thì Bây giờ có thế một này chung chung bây giờ thế này chung bây giờ là trường hợp anh là ông Ngô Kỷ đi,
Anh là ông nghĩ tức là qua cái cuộc sống nó mòn mỏi rồi, anh có mong muốn là về Việt Nam để định cư ở luôn á, ở luôn để sau này có vấn đề gì thì mình cũng là ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà anh đang băn khoăn lo lắng, tức là anh đang là Ngô Kỷ nha, anh đang băn khoăn lo lắng bây giờ về Việt Nam rồi thì thứ nhất là về luôn được hay không, thứ hai về ở Việt Nam luôn thì sẽ làm gì, làm cái công việc gì để gọi là làm ra tiền đó, để kiếm sống đó, để sống cho suốt quãng đời còn lại, mặc dù là chắc chắn là không đòi hỏi là phải được ở nhà lầu đi xe hơi đúng không, không 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 cần thiết, tức là chỉ cần một nơi ăn chốn ở nó chấp nhận được, còn hơn là homeless không. Cái thứ hai nữa là có thể làm được cái gì đó là tối thiểu nha, tối thiểu là tự nuôi bản thân sống qua ngày được trong suốt quãng đời còn lại. Theo chung á, theo góc nhìn của chung thì chung có một cái hướng nào để tư vấn cho ông Ngô Kỷ không, Dạ, theo theo cho như góc độ cá nhân thôi. dạ góc độ cá nhân thì nếu mà nói tư vấn thì nó cũng hơi quá, theo em nghĩ thôi. Có nghĩa là như thế này, ông Ngô Kỷ không biết thì ông có còn song tịch hay không thì em không biết. Thì nếu như mà chẳng hạn em ví dụ thôi, ông Ngô Kỷ ông về Việt Nam mà ông định cư, ví dụ như là ông vẫn còn nhà cửa chẳng hạn ngày xưa chẳng hạn, hoặc là ông gửi người thân chẳng hạn, thì có thể hoặc là ông có được cái dành dụm gì đó tiền bên Mỹ về, ông về quê của ông mua mảnh đất nho nhỏ, ông làm cái nhà nho nhỏ chẳng hạn, thì sống thì cũng thoải mái thôi. Bởi vì thực tế ra mà nói thì ở Việt Nam chúng ta vấn đề thuế đất thì rất rõ ràng rồi, các anh xây nhà xong thì các anh biết thôi, ở Việt Nam đại đa số có anh nào anh phải đóng tiền nhà theo tháng đâu đúng không ạ? Không không phải như thế, thì anh xây cái nhà thì anh ở ổn định đến khi anh qua đời, thậm chí là anh di chúc lại thì cũng chả mất đi đâu được, cái này thực tế rồi chứ không phải bàn cãi là thế này thế nọ. Còn về cái việc làm mà để mưu sinh thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều đấy, rất là nhiều ngành nghề rất là đa dạng. Thì cái tuổi của ông Ngô Kỷ thì nó cũng hơi khó một chút, là lớn tuổi rồi, ngay kể cả ở Mỹ người ta thị trường đa dạng như vậy còn khó, huống chi về Việt Nam. Thế nhưng mà ít nhiều gì ở về Việt Nam chúng ta khẳng định một cái điều là nếu như ông ta có thể là mở một cái quán cà phê nước giải khát nhỏ nhỏ chẳng hạn, đúng không ạ, nhỏ nhỏ chẳng hạn, thì có thể buôn bán. Mà đặc biệt với ông Ngô Kỷ thì em nghĩ là khả năng rất là đông khách, rất là thu hút được khách. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có cái lôi kéo, nó có sự thu hút của cái sự tò mò, đúng không ạ, cái sự tò mò. Ít nhiều thì ông Ngô Kỷ nếu mà nói mà anh em chúng ta tham gia không gian mạng mà có quan tâm đến tình hình chính trị của đất nước thì rõ ràng ai cũng biết ông Ngô Kỷ cả. Thế thì có thể nó sẽ thu hút được lượng khách rất là lớn về tò mò, đúng không ạ, muốn tiếp xúc, muốn trò chuyện ông Ngô Kỷ. Đặc biệt là một cái thời gian ông sống ở Mỹ rất lâu như vậy thì rất nhiều, có thể là rất nhiều khách người ta cũng tò mò, người ta đến người ta uống nước chẳng hạn, uống nước giải khát, có thể máy xay nước mía chẳng hạn, thì cũng có thể là đồng ra đồng vào. Thế mà nói mà khá giả thì không có, nhưng mà để mưu sinh thoải mái thì theo em nghĩ là cũng rất là ok. Còn có thể cái hướng nữa, ví dụ như ông mở một kênh YouTube chẳng hạn. À có lý Bởi vì ạ. Có lý ạ. Anh nghe cái hướng này có lý ạ. Chung 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 chia sẻ tiếp đi. mọi người theo dõi cũng biết rồi, thỉnh thoảng ông lên kênh Bonsa TV hoặc là một vài cái kênh, kể cả kênh YouTube ở trong nước cũng có, đúng không ạ? Thì ông chia sẻ những cái quan điểm của ông thì cũng có rất là nhiều người quan tâm. Dĩ nhiên là có thể trong cái vấn đề của ông là theo quan điểm của ông, khách quan hay không khách quan, hay là theo cái quan điểm cá nhân của ông, chúng ta cũng không có bàn cãi. Thế nhưng nếu như ông Ngô Kỷ về Việt Nam mà mở kênh YouTube á, cũng không cần anh phải ca ngợi hay là thế này thế nọ cả. Anh có thể là anh đi anh review cuộc sống hàng ngày như nơi những cái nơi mà những cái thành phần nó hay nói nào là đồ ăn có độc, rồi là tầm lum tùm la hết, đúng không ạ, rồi là cái vấn đề này vấn đề kia, thậm chí anh có thể đề cập đến một số cái vấn đề còn tồn tại ở ở ngay cả cái nơi anh sống, đúng không ạ, ở ngay cả cái nơi Đúng rồi. ông Ngô Kỷ trước đây ông sống, hoặc là có thể chia sẻ về cái góc độ về những cái thành phần chống nhà nước ở bên Mỹ chẳng hạn. Thì theo em nghĩ là nếu mà ông về Việt Nam ông mở kênh YouTube đó thôi, cộng thêm một cái quán cà phê hoặc quán nước mía giải khát gì đó, thì em nghĩ là rất là thoải mái trong cái vấn đề ông kiếm sống. Đấy, thì chúng ta thấy những cái quán buôn bán nhỏ lẻ như ở Việt Nam mình, như mấy cái quán nước mía đó, vỉa hè đó, thì có đóng thuế đóng theo về đâu, đúng không ạ? Anh làm được bao nhiêu anh Đúng bỏ rồi. túi bấy nhiêu thôi, chứ anh chả phải đóng thuế thu nhập cá nhân, cũng chả phải hàng năm anh phải đi khai thuế. Hay là
anh phải đóng thế này thế nọ cũng chả có, thì anh cứ làm bao nhiêu anh đút túi bấy nhiêu, rồi kênh YouTube cũng vậy thôi. Thì theo ông nghĩ nếu như mà ông Ngô Kỷ ông về Việt Nam, em nghĩ cái vấn đề này là theo ông nghĩ là phù hợp với độ tuổi, phù hợp với cái khả năng của Sức ông, khỏe đó đúng không? sức Sức khỏe, khỏe đó đúng không? và có thể là cũng có thể khẳng định là ông kiếm sống thoải mái. Nếu mà nói khá giả giàu có thì không có, nhưng mà để mà cuộc sống gọi là An dưỡng tuổi già, an ok dưỡng á. tuổi già, lâu lâu đi du lịch chuyến ví dụ thành phố này sang thành phố kia, thì theo em nghĩ nó rất là đơn giản và nó rất là thoải mái, không có gì, thì rất là phù hợp với ông Ngô Kỷ. Bởi vì là ông Ngô Kỷ mà mở kênh YouTube ở Việt Nam thì theo em nghĩ nó sẽ rất nhiều người quan tâm đấy, theo dõi đấy, không riêng Đúng gì đúng ở trong nước đâu, mà kể cả những thành phần trước đây ông từng tham gia, cũng chả cần anh phải 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 bôi do chát chấu vào mặt những người đó. Quan trọng là anh nêu cái quan điểm đó đảm bảo khách quan sự thật để có cái thông tin mọi người đối chiếu thôi, thì em nghĩ sẽ rất nhiều người quan tâm, thì cũng có thể là ủng hộ ông ấy trong cái vấn đề mà trong cuộc sống. Và cũng cũng mong nếu có thể thì ông ấy về, có thể là về thăm quê hương du lịch, hoặc là cũng có thể là ông về ông định cư để ông thấy được ở Việt Nam như thế nào. Thì cái việc mà chúng ta hay hay trao đổi đó, nhiều thành phần ở bên Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Bỉ, Anh rồi khi lên thì nói rất là nhiều vấn đề xuyên tạc bóp méo về nhà nước. Thế nhưng khi về trong nước thì các anh lại mãi ăn, mãi uống, mãi chơi, các anh quên mất cái nhiệm vụ của các anh là đấu và tranh rồi. Đấy, thì đúng có thể là ông Ngô Kỷ ông về cũng thế thôi. Thì có một số thành phần mà về Việt Nam rồi xong quay lại bên Mỹ chẳng hạn, hoặc ở bên các nước khác chẳng hạn. Thì khi mà lên nói tốt về Việt Nam thì ngay lập tức nó bị những cái thành phần chống phá nhà nước nó nhảy vào, nó đấu tố ngay, đúng không ạ? Cái trường hợp này đã diễn ra rất nhiều rồi. Khi ở trong nước thì có thể là nếu tôi về Việt Nam tôi thấy Việt Nam phát triển lắm, tươi đẹp lắm. Thế nhưng khi sang các cái nước, quay trở lại các cái nước đó đang sinh sống đó, thì ngay lập tức là quay mặt 360 độ luôn, chứ không phải 180 độ nữa. Thì cái điều này chúng ta thấy rất là nhiều, nhiều chứ không phải là ít. Thì có thể là nếu như ông Ngô Kỷ mà về được, theo ông nghĩ là cái hướng hướng trước mắt này, thì chỉ cần ông mở một kênh YouTube với lại làm một quán nước mía nhỏ nhỏ thì thoải mái sống. Đấy, theo em nghĩ là như vậy. chung đưa ra đó là phát triển kênh YouTube á, anh thấy cũng phù hợp nữa. Bởi vì thứ nhất là thế này, ông Ngô Kỷ ít nhiều gì nha, ít nhiều gì cũng gọi là có chút tiếng tăm ở trên cái không gian mạng, đúng không? Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái gọi là cái đặc tính của người dân Việt Nam chúng ta đó là luôn luôn có cái tính nhân văn, đó là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cho nên họ sẵn sàng dang rộng vòng tay. Nếu mà thật sự ông Ngô Kỷ bây giờ giúp, anh đồng ý với Chung luôn, ông ta chỉ cần về, ông ta không cần phải nói nó đẹp nó tốt hay nó quá gì cả, chỉ cần ông ta đừng có mang cái tư tưởng gọi là xuyên tạc chống phá đất nước thôi, ông ta một cách gọi là sự thật á, có sao nói vậy. Thôi Quang nghĩ rằng là người dân Việt Nam họ sẽ có một cái nhìn rất là tốt, họ sẽ quên đi những cái chuyện mà trước đây, chỉ cần một sự để người dân họ thấy được, họ tạm tin được thì họ sẽ thoải mái hơn. Cho nên cái phương án của Chung là anh thấy ok, anh đồng ý phương án của Chung.